Hi, xin chào bạn, chào bạn đã quay lại với kênh Sĩ Du Lịch và mình sẽ nói qua một chút về trong quá trình phát triển của tỉnh Bình Phước từ năm 1997 đến nay. Chúng ta biết rằng tỉnh Bình Phước trước đây là một tỉnh nghèo tách ra từ tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên rằng với sự phấn đấu nỗ lực của lãnh đạo tỉnh cũng như toàn thể nhân dân thì tỉnh Bình Phước đến nay đã trở thành một tỉnh công nghiệp và một tỉnh rất là mạnh về kinh tế, đóng góp GDP rất là lớn trong cái tổng ngân sách quốc gia. Và với cái thành tích đó thì chúng ta sẽ nhìn lại xem là cái lịch sử cũng như là cái quá trình phát triển của tỉnh Bình Phước cho đến nay như thế nào. Ta thấy đầu tiên đó là nhiệm kỳ 97-2000 thì bí thư của tỉnh Bình Phước là đồng chí Bùi Thanh Phong. Đến bí thư tỉnh ủy khóa 6 của tỉnh Bình Phước và hai phó bí thư là ông Nguyễn Hữu Luật và ông Bùi Huy Thống. Đây là những cái lãnh đạo tỉnh từ năm nhiệm kỳ 97-2000 và đến nhiệm kỳ 2001-2005 thì đồng chí Nguyễn Hữu Luật được tín nhiệm làm bí thư tỉnh ủy Bình Phước khóa 7 và ông Nguyễn Việt Cường và ông Nguyễn Tân Hưng phó bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2001-2005 và đến nhiệm kỳ 2005-2010 tức là khóa 8 thì ông Nguyễn Hữu Luật tiếp tục được tín nhiệm để làm bí thư tỉnh ủy Bình Phước và đồng chí Võ Đình Tuyến là phó bí thư thường trực và đồng chí Nguyễn Tân Hưng, đồng chí Trương Tấn Thiệu được giới thiệu làm phó bí thư. Và đây là ban bí thư nhiệm kỳ 2005-2010. Và đến năm 2010-2015 thì ông Nguyễn Tấn Hưng được tín nhiệm làm bí thư tỉnh ủy Bình Phước. Và cái số lượng phó bí thư thì tăng lên là 5 người. Đó là ông Võ Đình Tuyến và ông Trương Tấn Thiệu, ông Bùi Nguyễn Văn Lợi và ông Nguyễn Văn Trâm và ông Lê Văn Châu. Đây là 5 phó bí thư và 1 bí thư nhiệm kỳ 2010-2015 cho thấy rằng là cái sự phát triển về kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh Bình Phước đi lên rất là nhiều, đồng nghĩa với việc là cái bộ máy lãnh đạo cũng sẽ tăng lên. Và đến nhiệm kỳ 2015-2020 đấy, tức là cái khóa 10 thì ông Nguyễn Văn Lợi được tín nhiệm bầu làm bí thư tỉnh ủy và cái số lượng phó bí thư rút xuống còn 4, đó là bà Trần Tuệ Huyền và ông Nguyễn Văn Trâm, ông Lê Văn Châu và Huỳnh Thị Hằng. Như vậy là cái khóa 2015-2020 đấy thì cái số lượng phó bí thư rút lại còn 4. Tuy nhiên lúc này thì đặc biệt là có 2 nữ, còn trước đó thì ta thấy rằng là đa số là đều nam. Và đây là cái nhiệm kỳ 2 phó bí thư là nữ và ông Nguyễn Văn Lợi vẫn được tín nhiệm làm bí thư. Và đó là năm nhiệm kỳ 2015-2020. Và nhiệm kỳ 2020-2025 thì ta thấy là bí thư tỉnh ủy được điều từ trung ương về, đó là ông Cường. Và các phó bí thư cũng có người giữ nguyên và có người thay đổi. Tuy nhiên là trong bảng này chưa cập nhật về cái nhiệm kỳ 2015 và 2020. Như vậy là ở cái bảng này thì cập nhật 4 nhiệm kỳ 1997-2000, 2001-2005, 2005-2010, 2010-2015 và 2015-2020. Và hiện giờ thì ông Bùi Việt Cường là bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Phước. Song song với sự phát triển về kinh tế chính trị thì văn hóa Bình Phước cũng rất là phát triển và cái bảo tàng tỉnh Bình Phước lưu giữ những cái văn hóa về tỉnh Bình Phước, đặc biệt Bình Phước là một nơi rất là nhiều rừng cho nên rằng là ở đây là có cái mộ vật gỗ tự nhiên này. Đây là các loài gỗ, gỗ là một cái loại cây rất là nhiều ở Bình Phước cho nên là đầu tiên nó phải giới thiệu về lâm nghiệp là gỗ. Bên cạnh đó là địa chất Bình Phước, đó là những cái loại đá, loại đất đặc trưng Bình Phước như là
mạ não gỗ hóa thạch, rồi là đá opal, đây là đá opal, rồi san hô hóa ngọc, vàng sa khoáng, đấy, đá mạ não thô tại Thạch Màn, huyện Hưng Phú. Đây là những cái địa chất rất là đặc biệt ở tỉnh Bình Phước. Đây là các loại gỗ quý, trong đó có gỗ giáng hương, gỗ xến, gỗ căm xe hay còn gọi là da đá, gỗ cầy, rồi gỗ bằng lăng, rồi gỗ gọ đỏ, gỗ gọ mật, gỗ chòi, gỗ cầm, vân vân. Đó là những loại gỗ rất là quý. Và đây tiếp tục là những cái loại đá, trong đó có đá thạch anh, đá thạch anh này, rồi là gỗ hoa ngọc đấy, rồi đá opal, mạ não và các loại đá khác. Như vậy đây là những cái loại quặng cũng như là hóa thạch đá rất là quý hiện tại có ở tỉnh Bình Phước. Về mẫu vật đất cát thì ở Bình Phước có đất ba gian, rồi đất phenolite, rồi sét, và đây là cái mẫu đất sét. Đấy, sét thì có sét trắng, sét đen và cát. Cát đây có thể là ở sông Đồng Nai. Đây là sét vàng, quặng sắt. Đấy, đây là những cái loại mà đất đá quặng có ở Bình Phước rất là đa dạng. Đá ba gian, bọt, sét xám đen, sét xám trắng, vân vân. Đấy, như vậy là có đá canxit, đá vôi, sét bờ tây trầm tích đã bị phong hóa. Này, đây là những cái nét đặc trưng cũng như là những cái sự phong phú về thổ nhưỡng, đất cát, mẫu vật, con người ở Bình Phước. Bình Phước thì có rất là nhiều những cái phong cảnh sinh thái mà mọi người có thể đến, như là vườn quốc gia Cát Tiên, rồi danh lam thắng cảnh Bù Lạch, Bù Đăng, rồi mộ 3.000 người, rồi núi Bà Rá, vườn sinh cảnh Bù Gia Mập và rất là nhiều cái điểm khác nữa, thác đứng vân vân. Bình Phước cũng rất là nhiều những cái địa điểm du lịch mà khách có thể đến tham quan. Đây là những cái vật dụng mà tìm thấy từ cái thời mà đồ đá, thời công cụ bằng đá đấy. Thấy là rất là nhiều những cái đồ vật mà ngày xưa người ta dùng để làm cái dụng cụ lao động bằng đá, như rìu đá này, rồi đục bằng đá này, và các vật dụng khác bằng đá, chứng tỏ rằng một cái nền văn hóa phát triển rất là lâu đời ở tại Bình Phước. Đây chúng ta nhìn thấy rất rõ này. Đây là những cái công cụ như rìu đá có vai này, rìu không vai này, cuốc, mũi giáo, vân vân. Đây đều là những cái vật dụng mà tìm thấy ở Bình Phước. Đây, ở đây rất là rõ này. Đó, đây là những cái đồ dùng bằng đá, chứng tỏ về cái nền văn hóa đồ đá đã phát triển từ Bình Phước từ rất là lâu. Và bên cạnh đó thì cái bộ đàn đá của Bình Phước cũng được mọi người biết đến. Bình Phước cũng nổi tiếng với thể loại đàn đá mọi người. Đấy. Nói về cái địa danh du lịch, phong tục tập quán thì như vậy. Còn Bình Phước cũng là một cái tỉnh có rất là nhiều dân tộc anh em sinh sống ở đây. Có thể nói một tỉnh đa dân tộc. Trong đó dân tộc bản địa như là dân tộc Sư Tiêng, dân tộc Ê Đê, Gia Rai, còn một số dân tộc khác sau này cũng di chuyển về Bình Phước sinh sống, như dân tộc Tày, Nùng, Dao, vân vân. Thì đó là những cái sự đa dạng phong phú về tộc người ở Bình Phước. Đến nay thì Bình Phước đã trở thành một cái tỉnh văn hóa công nghiệp rất là phát triển. Như vậy rằng là với cái vị thế nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100 cây số và cách Bình Dương khoảng 50 cây số thì Bình Phước là một tỉnh công nghiệp đang được hướng tới với cái quỹ đất rất là lớn, các cụm công nghiệp đang được hình thành, và Bình Phước xứng đáng là một tỉnh mà có tiềm năng văn hóa du lịch kinh tế rất là phát triển. Và đây chính là cái văn hóa về con người. Đây thấy là cái nếp nhà truyền thống của người Bình Phước xưa, đó là nhà sàn
của người Khmer. Đây là những cái nếp nhà quen thuộc của người Bình Phước xưa. Và bây giờ chúng ta thấy vẫn còn tồn tại ở một số vùng dân tộc thiểu số như là ở Sơ Tiêng, Khmer. Bên cạnh đó thì ở Bình Phước còn có rất là nhiều những cổ vật mà ta tìm thấy từ rất lâu đời. Đây ví dụ như đây là cái dao bổ cau, ấu đừng cau, cối giả trầu, tẩu thuốc vân vân, những cái dụng cụ rất là quen thuộc mà chúng ta thường vẫn hay thấy ở các nơi khác. Và đây là những cái bộ đàn tranh, một cái nhạc cụ như là đàn cỏ, đàn nhị, trống, cổ bồng, là những cái dụng cụ mà người ta đã tìm thấy ở trong cái văn hóa con người của tỉnh Bình Phước. Và đặc biệt đây nữa là những cái loại cối, cối dạ, gạo, đấy, âu đồng, đấy. Đây là cái cối dạ gạo của người Tây Nguyên, người dân tộc thiểu số ở Bình Phước, người Ê-đê. Và đây là những dụng cụ dùng để bắt cá như là nơm, vó, rồi dụng cụ lao động như là những cái liềm này, dao này, gùi này, đấy, giáo mát, dụng cụ dùng để mà trồng cây, rồi dụng cụ săn bắt, đó là những cái rất là quen thuộc và đó chính là những cái bản sắc của các tộc người Bình Phước, đặc biệt là dân tộc Sơ Tiêng, những cái dân tộc người thiểu số. Khmer Bình Phước cũng là một cái dân tộc rất là phát triển nha mọi người. Đấy, đây là cái hình một cái người phụ nữ với trang phục truyền thống của người Khmer. Đấy. Với người Khmer thì cái trang phục người ta thường người ta mặc đồ màu vàng là nhiều, rất là nhiều màu sắc, màu vàng, màu đỏ và có đính nhiều kim tuyến ở đó. Đây chính là cái bộ chiêng mà người Sơ Tiêng, người Mơ Nông sử dụng, các loại chiêng. Chiêng thì có hai loại là chiêng núm và chiêng bằng. Đây là những chiêng bằng. Và đây chính là trang phục thổ cẩm của người Mơ Nông. Đấy, trang phục người Mơ Nông, những cái trang phục bằng thổ cẩm, vải thổ cẩm được từ tay người Mơ Nông dệt. Mặc loại trang phục này thì nó tương đối là mát và nó rất là thuận tiện cho việc làm nương rẫy của người dân tộc thiểu số. Đấy, đây chính là trang phục của người Mơ Nông. Và cái trang phục thì ta thấy rằng nó có nét tương đồng giữa người Sơ Tiêng, người Mơ Nông thì nó cũng tương đối là giống nhau mọi người. Khác với các dân tộc miền núi phía Bắc thì ở miền Nam thì dân tộc Sơ Tiêng, Mơ Nông rồi Ê-đê thì đều có những cái trang phục tương đối là giống nhau, những cái nét văn hóa cũng tương đối là giống nhau. Đây cũng là những cái vật dụng mà người Mơ Nông thường sử dụng, đó là cái ná, cái cung, cái nỏ dùng để săn bắn, rồi là những cái giáo mác dùng để săn bắn, cũng như là những cái dây xiêng, người ta gọi xiêng, cái dây đan bằng mây dùng để buộc các loại thú vật, loại gia súc. Đây là gùi, các loại gùi mà đặc trưng của người Mơ Nông, người Sơ Tiêng. Đây, khi lên nương rẫy thì người ta sẽ gùi sau lưng và người ta sẽ đựng những cái vật dụng mà người ta hái được, thu lượm được ở nương rẫy. Và đây là cái trang phục truyền thống của người Mơ Nông, nó tương đối là giống như trang phục người Sơ Tiêng. Đây là những cái vải thổ cẩm. Và thường trên đầu người ta có đính một cái vòng và có đính lông chim ở trên đầu. Đấy là trang phục. Những cái lễ hội về lễ hội lúa mới, rồi các lễ hội cầu mưa vân vân, rất là nhiều những cái nét văn hóa đặc trưng của người các dân tộc thiểu số được thể hiện qua lễ hội. Đây là trong tất cả các lễ hội người Sơ Tiêng thì đều có một cái cây nêu. Cây nêu này được gọi là cây nêu thần. Và trên đó có thể là gắn rất là nhiều những cái lông chim, rồi những cái sừng trâu vân vân, những cái vật dụng mà rất quen thuộc đối với người Sơ Tiêng, người Miền Đông. Đây là những cái chuông gió. Đây là những cái nơi mà khi mà tổ chức lễ hội thì người ta thường hay dùng cái cây nêu này để làm cái vật trung tâm tượng trưng cho thần linh. Và đây chính là cái nhà truyền thống của người Sơ Tiêng Bù Lơ. Sơ Tiêng thì cũng chia ra rất là nhiều chủng tộc người, là Sơ Tiêng Bù Lơ rồi Bù Nét rồi gì đó, rất là nhiều. Đây là đặc trưng của cái
cái ngôi nhà truyền thống của người Sư Tiêng, cũng không giống như là kiểu nhà sàn, đây là nhà vách nứa, nhà vách nứa có cửa ra và cửa vào lợp bằng lá, cũng như là sau này ta nộp lợp bằng tôn. Tuy nhiên là khác với kiểu nhà sàn của người Mân Âu. Thì đây là những cái trang phục của người Sư Tiêng, rồi những cái dụng cụ của người Sư Tiêng người ta hay sử dụng. Ở đây thì trưng bày rất là nhiều những cái loại gùi. Này, có hai loại gùi. Gùi này là gùi đứng này. Đấy. Gùi đứng, gùi này là gùi ngồi. Đấy, gùi ngồi thì có chiều cao nó thấp hơn. Ở đây là cái vật dụng như là dao, rồi chạc gạt, khiên, cái khiên mà đi đánh nhau ngày xưa đấy, mà ta bảo là mơ tao mơ xây đánh với đám săn đấy, là dùng cái khiên đây. Cái khiên này được làm bằng gỗ, cũng có thể làm bằng sắt. Và đây là những cái giáo mác, những dụng cụ mà dùng để chiến đấu này. Đó, ta thấy rằng đó là cái nét phong tục tập quán người Sư Tiêng. Và đây những cái lễ hội. Lễ hội này là lễ hội mừng lúa mới của người Sư Tiêng, mà chúng ta thường hay thấy một năm một lần. Và trong các video của mình thì mình cũng đã có một cái video quay về cái lễ hội mừng lúa mới của người dân tộc Sư Tiêng ở An Khương ấy, mọi người có thể xem cái video của mình. Đây là cái tái hiện lại về cái phong tục mừng lúa mới của đồng bào dân tộc thiểu số Sư Tiêng. Ở giữa có một cây nêu thần và xung quanh là có những cái chàng trai tráng lực lượng cầm những cái chiêng núm chiêng bằng đi vòng cái cây nêu thần này để múa mừng lúa mới, mừng cho một năm mùa màng được và bà con no ấm. Đó là cái ý nghĩa của mừng lúa mới, cũng như cầu cho mưa thuận gió hòa để mọi người có thể thu nhập.